Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tiếp tục đi xem cảnh đá các bạn ạ. Hôm nay trời khá là nắng. Vừa hôm qua hôm kia mưa rất là to và mưa bị rất là rét hại, nhưng hôm nay trời nắng rồi. Hôm nay mấy anh em tổ chức đi xem đá các bạn. Đây, đằng sau phía bên này của mình đây là đang là một cái cành đào, một cái cây đào người ta trồng ở dưới nương các bạn nhé. Đây mình sẽ đi tiến vào sâu cho các bạn xem cận cảnh. Đây này các bạn này, nhìn cái cảnh của nó rất là trắng luôn. Đấy, hôm qua hôm nọ mình xem là xem mấy gốc bên kia. Đấy, xem mấy gốc bên kia, mấy cây bên kia. Không nhìn thấy cây này các bạn ạ. Hôm nay mình lại quay vào đây mình xem cái cây này. Cây này rất nhiều cành luôn. Cây này chắc là phải tầm 8-9 cành các bạn ạ. Đấy, rất nhiều nụ. Cành của nó rất là trắng các bạn nhé. Đấy, nụ cũng khá nhiều. Chờ nó bao giờ qua? Bao giờ qua cho tao chưa? Có nhiều cành các bạn. Cắt ra thì gần chục cành các bạn ạ. Đấy, cũng rất nhiều rêu luôn. Đây, kéo lên cho các bạn xem. Thế như cái thân đây này các bạn này. Đấy, nhiều rêu, giống như là cũng long luôn. Rất nhiều rêu luôn. Đây, và phía bên trong này các bạn, rất nhiều rêu luôn các bạn. Cả cái cành nhỏ này các bạn này. Đấy, cả cái cành nhỏ này này cũng rất nhiều rêu luôn. Cảnh dày chưa? Ôi nào, phát triển à. Để cảnh của nó các bạn ơi, xem rất nhiều rêu luôn các bạn này. Đấy, cho các bạn xem những cái cành ngọn nó đều có rêu hết. Sẽ nó mốc phải hả nè. Đây, nhìn rõ chưa các bạn? Đây, nhiều chưa? Nụ nhiều chưa? Nhưng mà mất tội mặt trời chiếu thì bên kia sang không nhìn rõ các bạn ạ. Đây, những cái này cũng rất nhiều rêu luôn các bạn này. Đấy. Đây, bây giờ mình bắt đầu đi xuống xong là đi xem. Đấy, bây giờ mình bắt đầu đi xuống đi xem những cái cây khác các bạn. Đấy, ở dưới này là một cái nương ngô của người ta này các bạn này. Người ta trồng ngay dưới nương ngô các bạn. Nhiều rêu chưa? Góc của nó nhiều cành chưa? Đây, cây này cho giá phải tầm 60-70 triệu các bạn ạ. Khá là đắt. Mỗi tội năm nay nghe tin là bị cấm nên là chắc không dám mua đâu các bạn. Chỉ nên xem thôi. Nên xem, nên ngắm cho nó thỏa mãn cái đam mê của mình thôi. Đây, những cái cành bé này. Nhiều rêu, nhiều giống rêu đó. Rất là hoang dã luôn. Các bạn thấy không? Nhìn rất là hoang dã, giống như trong rừng sâu ấy. Và bây giờ mình phải đi lên trên xong là đi xem mấy cây ở trên này nữa các bạn. Trên này còn mấy cây nữa nhá. Bạn nào có niềm đam mê yêu đào ấy, xem được cái video này hãy chia sẻ giúp mình các bạn nhé. Chia sẻ giúp mình cho mọi người cùng xem. Rồi hãy đăng ký ủng hộ cho mình các bạn. Còn rất nhiều vườn đào, mình sẽ quay rất nhiều vườn đào ở rừng, ở miền núi. Không phải trong rừng đâu, nhưng mà ở miền núi.
người dân bản địa người ta trồng. Đây cho các bạn xem nhé. Đây có mấy cây đấy như này các bạn này. Đây có mấy cây đây người ta trồng ngay chỗ bờ rào để rào nương các bạn. Rất nhiều rêu luôn. Nhưng mà đứng đây nhìn thì có vẻ như hoa hơi thưa các bạn. Hoa hơi thưa, hoa ít. Để mình đang đứng ở dưới gốc. Đây có hai cây các bạn, một cây bên này nữa. Có chứ trong là lô. Đây có cây bên này nữa các bạn, cái gốc của nó khá là to đó. Đây. Cái này thì hình như hoa cứ thưa sao các bạn, mình sẽ trèo lên. Trèo lên các bạn. Ô, ta mua hẳn cái gì này, thằng mà, nó chia cho, chia cho cái này, ô. Này rất nhiều nu các bạn, bạn thấy không? Cảnh quá đẹp luôn, đây, bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đây là một cái chỗ người ta quay, người ta trồng rau cải ăn này các bạn này. Đào được trồng ở miền núi, người ta hay gọi là đào rừng, chứ ở đâu rừng đâu có, ở đâu mà có cái rừng nào có đào tự nhiên các bạn. Đấy. Đào rừng tự nhiên thì đào không có quả đâu. Hà nữa gì đó mê chi mà cảnh này rất là trắng luôn. Mình đang đứng ở trên cây các bạn, đang đứng ở trên cây đào, không thấy không? Đứng ở trên này không muốn về các bạn ạ, rất nhiều nụ rất là đẹp luôn, nên là không muốn về tí nào. Một tội là sợ năm nay người ta đồn nhiều về cái buôn bán đào ấy, mình cũng sợ chủ yếu là đi ngắm thỏa mãn cái đam mê thôi. Đẹp lắm các bạn ạ, quá đẹp luôn. Đây quay mù vòng, quay mù vòng cho các bạn xem. Quá đẹp các bạn. Ở phía dưới này còn một cây nữa, rất là nhiều luôn, rất là nhiều nụ luôn. Đây rất nhiều nụ luôn các bạn, thấy chưa? Nhưng mà tốt mặt trời chiếu bên kia sang nên là nhìn hơi chói các bạn ạ. Cây cảnh của nó rất là trắng luôn các bạn nha. Đào đẹp ấy thì cảnh của nó phải trắng như thế này các bạn này. Phải trắng như thế này, không đen xì đâu các bạn. Còn những cái đào ở chỗ khác thì mình thấy cảnh nó hơi đen xì. Đen đen ấy thì nó không gọi là đào già, đào đẹp được. Mình bắt đầu đi xuống các bạn. Mình bắt đầu đi xuống. Ôi, mình bắt đầu đi xuống rồi. Đây, đây thì mình bắt đầu đi. Sang bên này, mình bắt đầu... Đây có những cái cây mới, người ta mới trồng các bạn. Cây mới trồng đã có hoa hết rồi. Đào non các bạn này. Cái rau cảnh quay cái này, con gà nó nhảy vào nó ăn hết rồi. Đây cái này có hoa đây này, đào non các bạn nhé. Còn cái cây này là cây táo mèo các bạn. Cái táo mèo rất là to luôn. Đây phía bên này có rất nhiều gốc này.
người ta đã chặt hết cành từ năm ngoái năm kia. Còn rất nhiều gốc, đây có cái gốc ở trên khô, ở dưới thì vẫn còn mọc thêm một cái cành các bạn. Họ thả bò đây các bạn nhé. Đây những cây này này, các bạn thấy không? Cây này này các bạn, đào non nhưng mà rất nhiều nụ luôn. Đấy, cực kỳ nhiều nụ. Cây này khoảng 3 năm sau đấy thì cũng sẽ chặt bán được các bạn. Đấy, nhiều nụ chưa? Úi giời, cây đào non nhưng mà rất nhiều nụ luôn. Đây, người ta thả cả bò đây. Và một nằm nương thì người ta dắt bò về. Một này thì người ta thả bò. Chỗ này là nhà này có rất nhiều. Xung quanh có rất nhiều đá nữa các bạn. Những cái nương trên kia đều có đá các bạn nhé. Nhưng mà đã là phần đào non hết các bạn. Kia kìa có một cái gốc khô kia nữa các bạn ơi.